Đêm thi cuối cùng vòng chinh phục 2 tuyệt đỉnh sông Ca Nhí. Những tài năng đáng kinh ngạc. Con hiền quá mà. Nãy em làm không nổi đâu đấy. Rất là khao khát các bé trong đội em có khả năng giống như vậy nè. Nước lũ dâng cao dâng theo bao nỗi sầu đau. Tụi con đang có cái đặc biệt của tụi con. Những hoài niệm được tiếp nối bởi thế hệ trẻ. Từng giọt mưa long lanh xôn xao, để mộng mơ trong em bay cao. Anh đâu biết lòng này dạt dào. Đó là thanh xuân của thế hệ 8X và đầu 9X. Đang trường, lâm trường, cái hình mẫu mà chú đang muốn hướng từ con tới. Ai sẽ là người giành được chiếc vé quý giá vào vòng trong? Màn trình diễn trên sân khấu của các thí sinh sẽ là chìa khóa quyết định. Tất cả sẽ có trong tập 12 chương trình Tuyệt đỉnh sông Ca Nhí. Lời đầu tiên, Minh Xu xin được phép gửi lời chào đến với tất cả quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Tuyệt đỉnh sông Ca Nhí mùa 3. Chương trình đang phát hành truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sang Vàng thực hiện. Đêm nay là đêm chinh phục 2. Và đêm thi sẽ có những điều gì hấp dẫn trước khi đó? Hãy cùng nhau gặp gỡ các cặp đôi huấn luyện viên. Hãy cùng nhau chào đón cặp đôi huấn luyện viên Hoa Minh Di và Huỳnh Lập. Tiếp theo, cặp đôi huấn luyện viên Hồ Vy Trung và Diệu Nhi. Và cuối cùng, một cặp đôi rất là cá tính và rực rỡ ngày hôm nay, cặp đôi Thanh Duy và Khả Như. Quý vị và các bạn thân mến, đêm thi chinh phục 2 của chúng ta sẽ rất là thú vị và hấp dẫn với sự hỗ trợ vô cùng đắc lực của các cặp đôi huấn luyện viên dành cho tất cả các bạn thí sinh nhí. Và hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ đồng hành trong từng tiết mục, và vì lý do hỗ trợ cho các bạn nhỏ cho nên sẽ có rất là nhiều trang phục được thay đổi hoàn toàn khác nhau để có thể tạo ra sự tò mò. Nào, đừng chuyển kênh nhé. Và bây giờ hãy cùng nhau đến với đêm thi chinh phục 2. Xin mời! Đây là cái giếng có con cá bóng nhà ông Trung. Để coi mình gọi thử có rớt lên không ta. Kiếm cơm. Hey, bóng bóng bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Chưa lên. Lần nữa. Hey, bóng bóng bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Cũng chưa lên. Thôi đi rình thôi, chứ gọi này nó cũng không lên. Vô rình. Tôi vui dữ vậy trời. Chị đang làm gì vậy? Chị đâu có làm gì đâu. Trời ơi, chị làm biến phải không? Chị làm biến phải không? Em mát mẹ cho chị coi nè. Mẹ ơi, chị tắm làm biến đi mẹ. Xong hết công việc nhà chưa? Dạ, con làm xong hết rồi. Mày quét nhà chưa? Dạ rồi. Mày lau nhà chưa? Dạ rồi. Mày đốt nhà chưa? Mày lộn. Tám. Dạ. Mày cho heo ăn chưa? Dạ mẹ ơi, nhưng mà cái giờ này đâu phải là giờ cho heo ăn đâu mẹ. Trời ơi Tắm ơi, mày làm biến rồi. Tắm ơi là Tắm. Trời ơi, tao tức quá. Tắm ơi là Tắm. Mẹ ơi, mẹ đừng có la chị Tắm đó mẹ. Con á là con thương chị Tắm lắm. Bữa nay sinh nhật chị nè, em có món quà cho chị. Chị nhắm mắt lại đi. Không được mở mắt ra nghe chưa. Chị mở mắt ra đi. Tặng mẹ. Trời đất ơi,
Dạ. Tám ba. Ồ, mẹ bị sao vậy mẹ? Mẹ đang bị amidam mà con cứ chọc mẹ hoài. Con xin lỗi mẹ. Xin qua đây. Dạ. Lẹ. Dạ. Thôi mà mẹ ơi, mẹ đừng có đánh con nữa. Bữa nay mẹ tha cho con đi mẹ. Ừ, mẹ tha cho con. Dạ. Tha. Ây da. Ây da. Ây da. Ây da. Đau quá mẹ ơi, đau quá mẹ ơi. Mẹ ơi, sao mẹ đánh chị Tám mạnh tay quá vậy? Chị Tám chị đau kìa. Mô Phật. Con đâu có muốn vậy đâu. Mà tại vì nó chọc con thôi. Con hiền quá mà. Tám. Dạ. Đi vô làm việc nha. Nhanh lên. Dạ. Mẹ mẹ. Gì con? Hồi nãy con thấy chị Tám ở dưới giếng, chị làm gì hả mẹ? Có cái gì mà bí mật với vậy con? Mà chị vừa hát mà chị vừa làm cái gì nữa mẹ? Cái đó là bài gì vậy con? Bài này nè mẹ. Mẹ. Chắc con hát lộn bài rồi đó. À, con nhớ rồi, chị Tám hát vậy nè mẹ. Bỗng bỗng bang bang, lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm, cháo hoa nhà người. Mẹ mẹ, cái con gì nó lên? Con gì nó lên kìa mẹ? Cái này ạ. Go. Ủa con gì mà sao nó kêu được đủ thứ tiếng hết vậy? Trời ơi mẹ, nhìn cái tướng của nó là con biết con cá gì rồi đó mẹ. Con gì? Con cá lóc. Bậy. Con cá sặc. Không phải, con cá trời kiên. À, mẹ biết rồi nè. Có gì vậy mẹ? Con khởi khi hỏi khỉ. Con khỉ nào dưới giếng mà? Ừ ha. Lộn, nó bậy nè, nó bậy nè, nó bậy nè. Mẹ ơi, con biết rồi mẹ, trên trường người ta có dạy con á mẹ. Con này là con cá bóng. Đúng rồi. Nhưng mà sao con cá bóng gì mà nó khổng lồ dữ vậy? Dạ thưa hai chị, em không phải là cá bóng thường. Em là cá bóng mú. Mẹ, hay là mình bắt nó vô kho tiêu đi mẹ. Ừ, mẹ thích món này lắm á. Nhưng mà nó to quá sao bắt vậy? Để mẹ cho con. Dạ. Ra không? Dạ đâu. Ra đi chơi nè. Không chịu đâu. Giờ có ra không? Dạ em ra liền, em ra liền chị, ra liền. Em nẹo liền, em ra liền. Dạ em ra liền, dạ em ra liền chị. Trời ơi kìa. Đạp đuôi cá. Con cá này ghê thật. Hai chị đuổi em ra đây nè, có gì vui không kêu ra đây vậy? Có nhiều thứ vui lắm.
nhiều cái vui lắm, trời to quá. Nhưng mà giờ em đói bụng rồi nè, có gì ăn không? Có gì ăn nè? Có món cá bóng kho tiêu. Ôi trời ơi, chết tôi rồi, chết tôi rồi. Trời ơi, 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 trời ơi. Chết rồi, không biết cá bóng có sao không nữa. Không vậy, cá bóng này nó ngon thiệt luôn á. Thằng Út ăn luôn rồi hả? Nhưng mà mấy mốt này bỏ ít ít nước mắm thôi. Dạ rồi, ăn mặn gì không tốt đâu mẹ ha. Ừ. Loa 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 loa, triều đình mở hội thứ hai. Các cô gái từ 18 đến 20 tuổi, ai có đủ điều kiện lên triều đình thứ hai nghe chưa? Mẹ ơi, con muốn thứ hai. Mẹ cũng muốn thứ hai nữa. Vậy giờ hai mẹ con mình đi ha. Ừ. Ê, nhưng mà khoan, mẹ không muốn đi lên trên đó tay không đâu. Mình phải có tiết mục về để tặng cho hoàng tử chứ. Con nhớ ha, cái bài gì mà mẹ con mình hay hát không? À, con nhớ rồi mẹ. Một tràng hô tay cho hai bạn nhỏ rất là dễ thương của chúng ta. Xin được cảm ơn vũ đoàn Rồng Con rất là nhiều nha. Cảm ơn tụi con. Sợ quá à. Ở nhà có giữ giống vậy không? Dạ có. Trời ơi, trời ơi. Giữ vậy luôn hả? Tụi con có chị em gì không? Hay là có ai trong nhà của tụi con nữa không? Dạ có. Rồi ai ăn hiếp ai? Dạ con ăn hiếp anh hai. Cảm ơn tụi con rất nhiều. Xin mời chú Thanh Duy và cô Khải Như chia sẻ cảm xúc của mình ạ. So với tuần trước, tuần này tụi con đã có một cái tiết mục phải nói là làm cho mọi người ở trường quay phải cuốn đi theo tụi con. Tụi con chú thấy là để tụi con có được tiết mục này ở trên sân khấu, tụi con phải tập luyện rất nhiều, không chỉ là phần kịch với cô Diệu Nhi và chú Trung,
là tụi con vừa phải học thoại, tụi con vừa phải thuộc lời, tụi con phải nhớ tuyến đường dây, tụi con phải nhớ rất là nhiều thứ, và cả phải tập hát, tập nhảy vũ đạo với vũ đoàn. Vậy có một tiết mục như thế này trên sân khấu, mình mới thấy được là mình làm công việc nghệ thuật á, là mình phải chuẩn bị và mình phải tập luyện rất là nhiều. Thì chú thấy được cái sự tập luyện và sự cố gắng đó của hai con so với tuần vừa rồi là hai con có một sự tiến bộ vượt bậc. Nó là hai cái cô gái dễ thương vô cùng, tuy là con diễn vai phản diện ở trong cái tiểu phẩm này, nhưng mà thấy được cái sự lý lắc đáng yêu, hồn nhiên, và đặc biệt nữa là hai con rất là ăn xâm với nhau. Tụi con có cái sự kết nối giữa bạn diễn của mình với chú Trung, với cô Diệu Nhi. Hai con và cô Diệu Nhi với chú Trung là nhìn là đúng ra một cái kiểu gia đình luôn. Cho nên là những gì mà họ diễn ra trên sân khấu nó rất là ăn ý, và mọi thứ nó rất là mượt mà. Chúc mừng tụi con một tiết mục rất là dễ thương. Xin mời cô Khả Như. Bản thân tụi con khi mà qua tiết mục này, cô lại thấy tụi con có năng khiếu diễn xuất lắm luôn. Đúng á. Rồi, quá cái, năng cái khiếu này mới là cái quan trọng. Tại vì cái tập luyện nó không có quan trọng bằng cái năng khiếu đâu. Tập nhiều nó cũng không có. Dạ. Một ngày một. Trời đó. Wow. 3 tiếng đồng hồ là diễn kịch luôn. 3 tiếng đồng hồ luôn, nhớ thoại luôn. Mà thoại rồi lời lẽ đó, rồi con bạn này, này buông bạn này khiếu. Cô nhìn là cô cảm nhận được là tụi con có xem clip, tụi con có học, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái bản năng của tụi con rất cao. Và cái điều đó nó rất là quan trọng. Tiết mục vừa rồi nó giống như là một đối với cô nó gần như là một tiết mục nhạc kịch rồi. Phải có đúng, sức lắm mới có thể mà diễn xuất, rồi có thể nhảy, có thể hát, rồi trở lại. Tại vì con biết không, khi mà hát xong á mà trở lại mà nói thoại lúc nào cũng bị chắc chắn là bị như vậy, nhưng mà tụi con không bị. Thế thì mới nói là cái sức khỏe tụi con và cái sự tập luyện rất là tuyệt vời. Nói chung là chúc mừng đội của anh Trung và Diệu Nhi. Mẹ rất là thân. Nói đi mà nói lại là cái bài sau á, cái bài chống cơm tụi con á, vì mình diễn sung quá cho nên là mình chưa có cái cao độ, cái giọng hát á nó chưa có đúng chuẩn, cái kiểu hơi hụt một xíu thôi, chút xíu thôi, nó không phải là gì, nhưng mà tại vì mình nói để mình biết được là cái khuyết điểm của mình ở đâu. Nhưng mà cái phần biểu diễn của tụi con là quá dễ thương, quá xuất sắc ngày hôm nay, rồi tha thứ hết mọi lỗi lầm của tụi con. Cảm ơn tụi con nha. Yeah. Ok, chúng ta xin được mời chú Minh Lập ạ. Tụi con đã từng đi diễn kịch ở đâu chưa? Dạ chưa. Chưa bao giờ diễn kịch luôn. Mà tụi con diễn được như vậy mà chỉ trong vòng một ngày. 3 tiếng. Trời đất ơi, thiệt á, chú không phải nói nó được. Nó không cắt, nó không ngưng, nó không có bị kỳ chỗ mà nào. Mà này nó không phải là ngắn mà nó dài đấy. Rất dài luôn á. Dài lắm luôn đấy. Tại vì em cũng đã tập kịch cho các bé trong đội của em, và em rất là khao khát các bé trong đội của em có khả năng giống đúng như rồi. Vậy nè. Để khó chi lắm mình thỏa sức, mình thổi vào trong đó nhiều cái tiểu phẩm hơn, nhưng mà cái khả năng diễn của bên đội của em á nó không bằng. Các bé thì tập trung vào giọng hát, nhưng mà nhìn tụi con diễn á, chú tự nhiên chú ngứa hết cả người luôn, chú muốn nhào lên diễn chung với tụi con. Là bởi vì á, để mà diễn chung với tất cả các bạn nhỏ mà lanh lẹ như tụi con á không phải là một điều dễ dàng đâu. Thật sự bản thân chú cũng từng là mẹ cám rồi đó. Lừa mà không xong thì chết với tao. Cho nên là chú thấy hào hứng vô cùng luôn. Nhưng mà chú có thắc mắc hoài, không biết ở đâu, từ ở đâu mà tụi con có được những cái suy nghĩ, những cái cảm nhận từ nhân vật một cách chân thật, và nó rõ ràng từng cái hành động, từng cái nhấn nhá. Và rõ ràng là cái đài từ của tụi con diễn nha, chú nghe được, chú nghe rõ. Các nhiều bạn cũng thử sức diễn kịch, nhưng mà lên thoại nhẹ hiều à, thoại không có nghe rõ, hoặc là thoại bị dính chữ. Còn tụi con nhá, chú nghe được hết tất cả mọi thứ mà tụi con có thể truyền đạt đến chú và khán giả luôn. Tụi con quá là năng khiếu, quá là tài năng đi. Nhưng mà diễn nhiều, anh ơi sao cho các em, các bé nó diễn nhiều quá vậy, thấy tội nghiệp quá, thương quá à. Mất sức lắm luôn á. Mất sức chứ. Nhưng mà tại vì á, vô vòng này rồi thì chúng ta phải cố gắng mà thôi. Tại vì cái kịch này á, nó phải xuyên suốt như vậy. Lúc đầu thì á, Diệu Nhi có nói là thôi chắc bỏ cái tiết mục cá bóng của anh Trung đi, bị dài quá. Nhưng mà nói là nếu mà bỏ cái cá bóng đi thì nó sẽ không giải thích được cái sự việc là tại sao rải cơm lên mà cá bóng không lên. Nên là bây giờ chúng nghĩ là nên là mình cứ làm xuyên suốt luôn đi. Không, mà công nhận tụi con diễn tả chân thực cái tính cách của nhân vật nha. Rõ ràng khi mà bên này thoại bên kia phản ứng, chú thích cái nét cười của con lúc mà cô Tắm bị đánh á. Tụi con có nghĩa là cái nét diễn của con là cái nét diễn nó rất là dẻo, nó dẻo nhân vật á. Có nghĩa là tụi con thấy được cái nét xấu của nhân vật, nhưng mà tụi con không xấu. Cái sự hồn nhiên của tụi con làm có nhân vật nó hồn nhiên theo luôn. Và rất là chúc mừng tụi con có một cái tác phẩm nó bao nhiêu hết tất cả mọi thứ,
con cực kỳ may mắn khi đội trong nằm trong đội của chú Trung. Cảm ơn con rất nhiều. Dạ con cảm ơn chú. Cô Hòa tiếp lời xíu hả? Ngợp ấy. Ngợp. Em mày bị ngợp đây nè. Sợ quá à. Nãy em làm không nổi đâu đấy. Thật sự giống như anh Lập nói em ao ước luôn ấy. Tại vì đội em là thường em tập trung vào giọng hát của các con rất là nhiều. Và cái khả năng diễn xuất của các con không tốt. Cho nên là thật sự là mỗi lần như này là mình rất là kiểu ngứa ngáy trong người ấy. Sao khác? Nhưng mà thật sự cô quá là ngưỡng mộ các con luôn. Quá là khâm phục ấy. Con biết không, nó không bị thừa ra một cái gì luôn ấy. Mà nó không bị thừa thãi ra một cái gì. Mà những cái lời thoại của các con á, nó không bị lố ấy anh. Mẹ cám này này, có những cái câu thoại mà em tưởng anh Lập đang diễn cơ ấy. Có những cái giống lắm luôn. Rất khỏe, thật sự phải rất chắc. Rất là nể các con về cái việc đấy. Nhưng mà về cái bài hát thì vì diễn nhiều nên là cô nghĩ là chú Trung đã chọn cho bọn con hai cái bài hát mà nó quen thuộc, để các con không mất thời gian mà mình phải học cái lời bài hát á. Cho nên là khi mà lần sau nếu mà mình vừa nhảy vừa hát thì tất nhiên khó. Nhưng mà mình muốn trở thành một cái gì đó tốt nhất thì mình phải chăm chỉ nhất. Anh Lập thì có nói là tại sao nó dài quá rồi kịch nhiều. Nhưng em nghĩ là các con quá hào hứng với cái điều đấy cho nên anh cũng chẳng muốn cắt tí nào cả. Thích lắm, đi tập thích lắm. Đi tập bà này nhìn bà kia thoại xong cười rồi này kia là chúc thích mừng hai lắm. Con nhá, có xuất sắc thật sự. Cảm ơn cô. Tiến sao thuộc lời được vậy con trời. Nổi. Bây giờ vẫn còn hoang mang đúng không? Không biết thật. Tại sao các bé có thể làm được điều đó đúng không ạ? Thật quen. Ngày hôm nay đó rất là tài năng luôn. Và đặc biệt là ngưỡng mộ anh Trung. Chắc là mặc cái bộ đồ này cũng khó khăn với anh hả? Anh ơi, em nói với anh với chị. Nói tới cái này anh Trung em xin anh Trung hy sinh hình ảnh. Thật sự luôn á. Anh Trung là con cá mà con cá bóng Mú. Cái bóng chắc là cái đặc trưng cá của cái bà nào đúng không? Sợ người ta không nhận mình là cá bóng ghi lên chán chữ cá bóng. Cá bóng cá bóng hả? Thì cái là muốn là mang đến cái tiết mục này phục vụ các khán giả cho nó được chỉnh chu. Bây giờ có cái này gọi là những cái sự mình cố gắng mình làm cho cái tiết mục nó ok hơn. Chứ ngồi trong đó gần 2-3 phút nóng gần chết luôn á. Ngồi nóng lắm luôn á, thiệt luôn á. Bây giờ là chắc chắn là khán giả đã hiểu được cái lời thề của anh Trung rồi. Chú có một cái lời thề với bản thân mình, một cái lời hứa, nếu mà Hồ Việt Trung không làm được gì cho tụi con, nên trò trống không dạy cho tụi con được những cái gì mà chú biết, chú sẽ không bao giờ tham gia bất kỳ một game show nào nữa. Đây là một cái lời thề mà em nghĩ là thực sự bây giờ khán giả đã cảm nhận được nhiều rồi. Chúc mừng toàn đội, quá xuất sắc. Dạ, tụi con cảm ơn cô. Cô Nhi chỉ cho con rất là đúng, có nghĩa là cô Nhi lúc ra kia nói là con bớt nhảy lại để tụi con diễn đúng không? Để hát. Con mà nhảy sung nữa là con hát hụt, mà đã con hát có bị hụt đó nha. Tại vì ra nhảy cũng rất sung, rất là máu luôn. Bị máu. Bản năng rồi, bản năng là quá máu trong người rồi cho nên thôi. Dặn thì dặn nhưng mà các con ra sân nhảy đẹp tự do. Em xem tập chương trình nhá, nhảy đẹp lắm á. Chẳng cái gì không làm được. Nói chung là hai tụi con đó là chịu khó chạy chương trình xong rồi về nha. Là bắt là phải chung qua chung xách xe chung bắt chung chở đi qua bên kia để bắt tập riêng nữa. Nhưng mà hai bé nó là thôi. Cứ để cho con làm lắm rồi. Với tất cả những sự lo lắng thì ngày hôm nay các con đã giải quyết được vấn đề rồi. Các con rất là giỏi, một tràng hô tay nữa. Cảm ơn và chúc mừng hai tụi con. Bây giờ mẹ dặn nghe, mẹ dặn nghe, mẹ dặn nha. Lên sân khấu bất kể mình hát nhạc vui hay nhạc buồn. Mẹ đừng có chỉ nữa. Sao vậy? Chỉ nữa là bọn con mất tập trung mà con hát được đâu. Tại vì lần nào mẹ chỉ bọn con cũng trượt hết. Ủa sao mà ngang ngược vậy? Không có. Bây giờ mẹ nói nè, bây giờ mình hát bài vui hay bài buồn gì á, con cũng phải cười. Dạ. Khi con cười như vậy á, là người ta nghĩ mình sẽ rất là vui, mình sẽ rất là hân hoan, mình truyền cảm xúc cho người ta đó, con hiểu không? Vâng. Hiểu không? Rồi bây giờ hai đứa ngồi hai chị bên. Kia. Hai đứa ngồi hai bên. Ngồi chị đây kia. Ngồi đây. Dạ. Chị là ai mà sao đây thí sinh của tụi tôi? Ngồi bên cái gì đấy? Biết rồi, em biết rồi, em biết thí sinh của mấy anh rồi, em biết rồi. Ngồi đi con, ngồi đi con. Ngồi đi. Chị là ai? Chị là ai? Trời ơi, nhìn bộ đồ mà không biết tôi là ai sao? Chị là ca sĩ bữa nay hả? Không, tôi là phụ huynh học sinh. Phụ huynh mà làm lố à. Thôi đi vô đi cho hai đứa nhỏ nó thi. Ủa nhưng mà thí sinh nó thi đó, con tôi nó thi là cho tôi đứng đây, tôi muốn minh họa cho nó có động lực nó thi chứ trời. Được không ạ? Tất nhiên là không được rồi, nó đi vô. Ủa sao đi vậy? Chào con... mừng tất cả quý vị đang đến với chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí mùa giải thứ 3. Khoan, anh từ từ, anh phải vô nha. Dạ, cho em một lời gửi gắm đến quý vị khán giả. Dạ, quý vị khán giả ơi, mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mới đẻ ra được bốn đứa con. Mà đẻ đến chừng này mà lớn tới chừng này mà hát hay như vậy là em tốn nhiều công sức lắm. Mọi người cố gắng vỗ tay cho con của em nha. Em cảm ơn rất nhiều. Khoan, cho tôi hỏi một câu cái nữa nè. Sao cái hai đứa này nó lựa cái bài gì mà người lớn dữ vậy nè? Đúng rồi, tại nó hát về người lớn mà.
hát về cuộc đời của chị hả? Ông hát về cuộc đời của tôi với chồng tôi, chồng quý sư đừng hỏi nữa, hỏi anh ghen đó. Và bây giờ một chàng pháo tay đi chào đón tiết mục đặc biệt của ngày hôm nay. Dạ cho em gửi con em nha. Từng giọt mưa long lanh xôn xao để mong mơ trong em bay cao. Anh đâu biết lòng này dạt dào. Phố xa thênh thang ra ngại về mơ lúc vài kỷ. Vẫn thấy miên man từng đêm những cơn mê. Nhẹ nhàng ru trong đêm thâu, lung linh cơn mưa ngâu. Mưa gieo mãi từng lời nguyện cầu. Trái tim cô đơn lạc loài hay nở nụ cười để thấy quanh em dù sao vẫn rất vui. Đã đừng để buồn mất tuổi già.
Huy Trường và Duy Linh. Con xin cảm ơn ban nhạc. Cảm ơn tụi con. Xin cảm ơn ban nhạc. Trời ơi, hôm nay thư sinh nè, đẹp trai nè, và không quên phải gửi lời cảm ơn đến Vũ Đoàn Ô đã hỗ trợ cho tụi con trong tiết mục này, một tràng pháo tay. Và chắc chắn rồi, với sự hỗ trợ của đắc lực của cô Khải Như và chú Thanh Duy, tụi con yên tâm hơn đúng không? Để có thể trình diễn các ca khúc này. Vậy thì không biết là với cái bài hát này thì cảm xúc của anh Trung như thế nào? Tại vì dường như đây chính là những cái ca khúc mà quá là quen thuộc. Thanh xuân. Đây là những thanh ca khúc xuân của tụi mình hồi xưa. Ngày xưa nghe rất là nhiều và rất thích luôn á. Yep. Một bài của anh Đan Trường, một bài của anh Lam Trường. Chính xác. Hai anh Trường là hát. Bây giờ đến phần thi của tụi con nè. Con bị khan tiếng hả? Vâng ạ. Hèn gì, chú cảm giác như là con hát con bị xét rất là nhiều luôn á. Rút kinh nghiệm nè, mình tập là tập từ hôm qua, ngày hôm nay vô thi là không có đứng tập hát nữa. Tụi con lo tụi quá. Con hát thì lên đây tụi con thi làm sao tụi con còn hơi nữa. À không, cái này cho em binh lại xíu. Hai bé này là em không, từ cái hôm mà tập band xong là em nói là về nghỉ không tập gì nữa. Thì sao không bị cần phải tập nhiều, thì tại là các khan tiếng từ lâu đúng không? Con dạ là con khan tiếng là từ lúc tập band xong và đến ngày hôm sau ạ. Rồi. Nhưng không sao, cái điều mà con nói với chú, xin lỗi anh cho em cắt lời một xíu. Không sao cả, cái điều mà con hỏi chú khi mà con nói chú ơi bây giờ giọng con khàn quá, con phải làm sao đây? Thì chú có nói với con một điều là cái quan trọng nhất của người nghệ sĩ là lên sân khấu mình diễn như thế nào. Quan trọng nhất là mình biến cái khuyết điểm đó trở thành một cái điểm đáng nhớ trong cái phần biểu diễn của bản thân mình. Hồi nãy là tại vì con còn tâm lý trong cái việc là con sợ là cái giọng của con khào quá hát không hay. Nhưng con biết không, có rất là nhiều những ca sĩ hát giọng khàn để mà mình vượt qua. Cái này là em định nói nè, khi mà con cất giọng lên của sao cái giọng bữa nay nghe lạ lạ ta. Mà nghe nó hay hay nha. Đấy. Thiệt, cái này chú khen thiệt á, nghe nó hay hay nha. Tại vì á, nói về chất giọng khàn nha, hiếm ai có được như vậy mà vẫn hát được. Nếu mà nghe sâu xa hơn, nghe kỹ hơn như là chú Trung nghe á, thì có một vài chỗ là nó hơi bị hư chút xíu đi. Nhưng mà đối với chú, cái lỗ tai chú nghe cho hay. Ồ, rất là lạ và rất là hay. Và tụi con vẫn là những cái chàng trai vô cùng phong độ thôi, không có gì là phải lo hết. Chú luôn tìm mọi cách để chú có thể cảm nhận được hết những gì mà tụi con làm ở trên sân khấu. Cho dù là có xảy ra cái chuyện gì đi chăng nữa thì đó vẫn là công sức của tụi con. Cho nên là tụi con đừng lo, làm hết những gì mà mình có ngày hôm nay. Đó là một điều tuyệt vời nhất. Cảm ơn tụi con, chúc mừng tụi con. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú ạ. Chắc lẽ là quay trở lại với chú Trung và cô Diệu Nhi nhé. Đi thi hay đi hay cũng vậy, nó giống như là sức khỏe mà làm sao mình biết được. Khi mà mình sức khỏe mình không tốt rồi thì chắc chắn mình lên diễn mình sẽ bị nhiều áp lực hơn bình thường rất nhiều. Mình bị hoang mang lắm. Không, bản thân chú bây giờ cũng bị nữa. Rõ ràng cái giọng cũng bị luôn nó ảnh hưởng tâm lý lắm. Sợ kể như... cả chú là diễn viên kịch nha, chú không hát mà chú đi diễn mà chú bị khàn một cái là chú nói chuyện, ủa ai mới nói chuyện, phải mình nói. Nó lạng vậy á, nó bị phân tâm và chú không nhớ là mình đã nói cái gì luôn á con. Nó điều khiển tâm trí mình kinh khủng khiếp lắm. Mà vừa rồi con làm như vậy là con đã quá bản lĩnh rồi. Đó là chú khen thật á. Con cảm ơn chú ạ. Con có Diệu Nhi thì sao? Con trai bên đây, con cũng có nỗi lo cho bạn đúng không? Con cũng hơi căng thẳng so với lúc đầu. Nhưng mà nãy giờ chú Thanh Duy cũng như là chú Huỳnh Lập có nói với tụi con đó, cho dù mình bị cái gì chăng nữa, mình đừng có để cho khán giả biết. Mình sẽ cố gắng làm sao để che lấp cái đó bằng những cái cách hát khác hay là những cái cách trình diễn của tụi con, giống như hai chú vừa nói. Ha, chúc mừng hai con. Con cảm ơn cô. Đúng như cô Diệu Nhi nói đó, càng có nhiều lỗi thì chúng ta cũng đừng buồn trước tiên, mà chúng ta sẽ phải vượt qua nó để mình càng có nhiều kinh nghiệm hơn đúng không ạ? Còn cô Khả Như. Cô Khả Như cảm ơn chú Duy và hai con đã hát hai bài hát, đó là Thanh Xuân của thế hệ 8X và đầu 9X. Và cô Như cảm thấy cái tinh thần của tụi con rất là đáng yêu. Cách thể hiện của tụi con luôn làm cho cô cảm thấy wow, rất là cool boy, rất là nhìn có cái gì đó nó lãng tử. Tuy là tụi con còn nhỏ nhưng mà có một cái chất đó, cô nghĩ là dù nhỏ hay lớn thì luôn có, để mà cái chất đó là chất nghệ sĩ trong đó. Sự con có được điều đó, cái sự cuốn hút chính xác thì tụi con đã làm được điều đó. Mình có thể, người ta nói là học tài thi phận, mà đôi khi sẽ có những lần mà chúng ta sẽ do yếu tố khác, về sức khỏe, về con người, về tất cả mọi thứ luôn, nó sẽ làm cho mình có một cái gì đó áp lực, nó sẽ chặn chúng ta lại không được bay cao hơn. Nhưng điều đó không quan trọng bằng cái chuyện mà mình đã trình diễn thành công cái tiết mục của mình rồi, mình đã cố gắng hết sức rồi. Đó là điều chúng ta nên hoan nghênh và chúc mừng hai con nha. Dạ, con cảm ơn cô. Chú nói thêm một xíu, vì sao mà chú chọn bài hát này cho tụi con? Thứ nhất là mọi người nghe thì tưởng là đó là một cái bài người lớn, nhưng thực ra cái tình yêu ở trong cái bài hát này đó là tình yêu con người. Đúng rồi, cái em có nghe. Ví dụ như là có những cái chỗ, ví dụ như là vui lên đừng suy tư mãi. Đúng rồi, là những cái mà gửi gắm
Nên là Duy nghĩ là đây là một cái bài hát mà cả các bạn trẻ, các bạn nhỏ vẫn có thể hát được. Và giống như là mình yêu loài người, mình yêu nhân loại thì mình vẫn có thể hát được về cái tình yêu đó, không sao cả. Cái thứ hai ở đây là tại sao chú chọn hai bài này của con? Bởi vì là đây là hai bài, một là của anh Đan Trường, một là của anh Lâm Trường. Cả hai đều là những ca sĩ thần tượng của rất là nhiều những người ngồi ở đây. Và ở tụi con có một cái tố chất mà khi mà chú với cô Như nhìn vô thấy rõ ràng đây đúng là hai cái kiểu ca sĩ hot boy, ca sĩ thần tượng, ca sĩ idol. Chú hy vọng là trong tương lai tụi con sẽ làm được những điều một phần nhỏ thôi, giống như anh Lam Trường và anh Đan Trường đã từng làm. Thì đó sẽ là một cái điều rất là tuyệt vời và cũng là cái hình mẫu mà chú đang muốn hướng tụi con tới. Chúc mừng tụi con đã có một tiết mục làm chú hài lòng. Và hy vọng là tụi con vẫn sẽ tiếp tục giữ cho mình được cái năng lượng đó, cái nhiệt huyết đó, để trong cái con đường mà chúng ta sẽ tiếp diễn trong tương lai con nha. Cố lên. Cảm ơn chú. Thật sự phải nói là càng vào sâu á thì bản thân Minh Sùi cũng thấy là bất ngờ với các cặp huấn luyện viên đã mang cho tất cả các bạn nhỏ và chính tất cả quý vị khán giả trở về với ký ức tuổi thơ của mình một cách nhanh nhất mà cảm xúc nhất. Và chú cũng chúc mừng cho tụi con vì đã có huấn luyện viên đã định hướng cho tụi con luôn rồi cái phong cách ca sĩ thần tượng sắp tới. Hãy tự tin lên và tỏa sáng hơn nữa nhé. Một tràng vỗ tay cho hai chàng trai của chúng ta. Cảm ơn các huấn luyện viên ạ. Quý vị thân mến ơi, tự nhiên ngồi tại không gian này lại muốn kể chuyện và tâm sự với tất cả quý vị. Minh Sù có một người bạn, người bạn ấy tên là Lập. Anh Lập này thì có rất là nhiều những cái sự thú vị. Trước khi Lập ở nhà biệt thự đó thì Lập ở nhà lá. Trước khi mà Lập trồng web drama đó thì Lập trồng lúa. Còn trước khi mà Lập đi thảm đỏ đó thì Lập đi cầu. Dạ không, cái cầu này quý vị, cái cầu này rất là quen thuộc đối với Lập. Và sau rất nhiều thời gian thì Lập lại có hai đứa con. Và chắc chắn sẽ có rất nhiều sự thay đổi với cuộc đời của Lập khi mùa nước lũ tới. Ủa? Trời ơi, Thảo ơi, ra đây coi, nước ngập lên quá trời rồi nè. Dạ, đâu chị hai, cho em coi với. Vui quá chị hai ơi. Thích quá. Tạt nước nè. Út dám xô chị hai hả? Cho Út biết nè. Tạt nước nè. Chút xíu nữa là té em rồi đó chị hai. Mới có mấy ngày thôi mà nước đã lên tới chừng này rồi. Vài bữa nữa chắc nước ngập vô nhà mình quá chị hai. Trời ơi, em lo làm gì? Năm nào nước chảy vô nhà, mình sống chung với lũ riết thì cũng quen mà. Ý chị hai, đằng kia có con búp bê dễ thương quá kìa. Chị hai vớt lên cho em chơi đi. Được rồi, để chị vớt cho. Ê à, Út cầm tay chị. Chị hai ơi, cha ơi, chị hai rớt xuống nước rồi. Cái gì? Trời đất ơi, cái gì? Con mình rớt xuống nước rồi hả? Trời đất ơi, nó rớt ở đâu? Chỉ cho cha coi. Con nè. Trời ơi. Con biết bơi mà. Trời ơi. Ở dưới đó luôn. Ngoan ở dưới đó luôn. Trời ơi. Nhiệt tình nè. Lên. Tôi tức quá. Tôi kiếm cái rồi tôi quánh mày được thiệt. Chết rồi. Sao vậy hả? Hả? Gan quá ha. Bữa nay mày đặt rồi chơi trò chơi té nước đồ. Làm tao lo muốn chết à. Du nhập Thái Lan hả? Hả? Mới mua cho hai cái áo sinh nhật đó rồi giờ nhảy xuống đó ướt hết trơn hết trọi. Làm lo muốn chết hả? Đừng có ý y như là mẹ cũng có mùa lũ năm đó. Đã bỏ ba cha con mình ở lại đó nhớ chưa? Thank you.
còn con sông nước dâng tràn lên bãi bờ, anh về quê em khắp nơi như là biển khơi, dập cho mái tranh ngồi lên những ngọn triều dâng, những đàn gà con bơ vơ đứng nhìn trời xanh. Công nhận hai đứa rất là rảnh luôn á nghe. Tao làm muốn chết luôn, đứng hát quá trời. Trời đất ơi. Mới mua hai cái áo nhảy cái xuống đó rồi dơ rồi không chịu vô thay đồ rồi bệnh. Con mình cha à. Hiểu không? Đi vô đi, đi vô thay đồ đi. Thấy là trời nó chuyển mưa dữ lắm rồi kìa, đi vô. Ừ mà chuyển mưa phơi em chi điên quá. Vô. Để đi lát rồi hết mưa rồi phơi tiếp. Hai đứa, chuẩn bị mọi thứ đi. Lũ đang kéo tới rồi, trời ơi, bơi đi, bơi đi hai con, bơi đi. Bơi đi con, lên tụi em, cầm đi cái tụi em, cầm đi, giữ chặt, lên trời ơi mừng quá, tìm được hai con rồi.
Cha không bao giờ bỏ hai con, dù như thế nào cũng không bao giờ bỏ hai con đâu. Một tràng hoa tay cho Ngọc Thảo, Tiểu Bình và Huỳnh Lập. Ướp luôn cả cái áo bên trong để làm cho cái cảm xúc nó thật nhất đúng không ạ? Vô lấy chai nước suối đổ liền lên đầu. Đổ liền luôn. Phải nói là giống như hai chị em ở trong nhà thiệt sự. Đứa chị lớn rồi, đứa em nhỏ nữa. Trước khi mà con bình tâm lại thì bây giờ mình lắng nghe ý kiến của các cặp đôi huấn luyện viên khác nha. Xin mời cô Khả Như ạ. Tiết mục này nó có nhiều dàn dựng nên chắc Như xin phép nói về phần dàn dựng mà đã hỗ trợ rất là tuyệt vời cho hai con. Cô luôn ngưỡng mộ Huỳnh Lập ở chỗ đó là Lập luôn đưa ra những ý tưởng rất là chân thật, rất là gần gũi. Nói về đời thật là chắc chắn có Huỳnh Lập thôi. Và khi mà Huỳnh Lập đưa những ý tưởng luôn luôn làm cho người ta không có bị bi lụy. Đúng Lập rồi. Có một cái rất là hay đó là không bao giờ đưa vào tan tóc hay chết chóc nhưng mà coi vẫn cảm động. Đúng. Thì cái sự duyên dáng Huỳnh Lập mà làm cho hai con mà vẫn diễn được, vẫn thoải mái được, chú Lập đã rất là cố gắng để mà nương hai đứa con. Và khi mà hai đứa con diễn hết, chú Tinh lại trong nhà có hai đứa con mà rảnh thiệt là rảnh luôn. Người cha tất tả, hai con đứng trên cầu hát nghiêu ngao. Tôi tin được điều đó. Và cái sự mộc mạc đó làm cho Như cảm thấy trời ơi, cái tiết mục này như không có đang xem thi mà thật sự là đang xem một tiết mục ca cảnh, nó rất là dễ thương. Cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn chị Như. Và chú Duy cười quá trời, xin mời chú. Chú ấn tượng, rất là ấn tượng luôn. Tiểu Bình ơi, trời, con diễn cái lúc mà con rướn cái tay con ra, cái mặt con không cảm xúc. Chú nói chết rồi, con bé sao nó diễn cái chỗ này kỳ vậy ta, sao nó không có một cái miếng cảm xúc nào hết. Con mà lúc đó con diễn đúng là kiểu là con diễn luôn á, kiểu đưa tay ra xong với con, chị hai ơi, a à, là con có cái nhảy xuống. Rồi sau đó là chú Lập đã cho con một cái là chị biết bơi mà, rất là duyên dáng. Và nó là giống như là cái phần mà có thể là mình diễn không được, nhưng mà chú Lập đưa cho con những cái tình tiết, những cái mấu chốt làm cho cái tiết mục này Lập nó hay vậy lắm anh. Rất là hay. Nó làm cho mình rất là bất ngờ. Có nghĩa là anh bị vô duyên, ví dụ anh bị vô duyên sẽ làm vô kỳ vậy. Ví dụ lấy cái vô duyên nó thành cái có duyên. Thành cái có duyên. Chú cảm ơn Quỳnh Lập vì đã có một tiết mục rất là hay ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Duy. Và đặc biệt luôn nữa là cái giọng hát của cựu con ngày hôm nay chú rất là ưng, thực sự rất là ưng. Và ngay bây giờ Minh Sùng muốn lắng nghe cảm giác của anh Trung ạ. Càng ngày chú càng thích cái giọng của con á Thảo. Con lên cao ấy, cái kiểu nhẹ nhàng lắm. Nhìn con hát á, bình, cảm giác nó bình thường, chẳng có một cái gì gọi là cao hết trơn. Đứng đúng một mặt một hát rất bình thường, chẳng có gì để xử lý mà phải rướng hay là cái gì hết. Đặc biệt những cái lúc mà ngồi trên thuyền á, ngồi chồm hổm khó hát lắm. Còn cái tư thế này nè, khó hát dữ lắm luôn á. Nó nhúc nhích nữa. Đúng rồi, khó hát lắm luôn á mà con vẫn hát được, hay lắm. Cảm ơn Còn Tiểu Bình á, mỗi vòng thì con đã khá hơn được một chút. Có nhiều người sinh ra chỉ có một dòng nhạc một, một cách hát một. Nhưng tụi con nên nhớ nè, ai nghệ sĩ cần phải đa dạng, cần phải phong phú. Nhưng đa dạng phong phú chỉ là để tồn tại mà thôi. Còn muốn phát triển thì phải đặc biệt. Và tụi con đang có cái đặc biệt của tụi con. Nó giống như vậy nào, ví dụ như một cái cửa hàng mà người ta bán một cái món đồ đó thì muốn mua cái món đồ đó phải đến đúng cửa hàng đó để mua, thì muốn nghe kiểu này thì phải kiếm đến tụi con. Còn một cái cửa hàng mà bán nhiều đồ quá mà không có gì là chính chủ của nó hết á, không có gì là đặc biệt hết á, thì người ta gọi đó là tạp hóa. Đừng nói chuyện đó nha con nha. Con cô Diệu Nhi, xin mời cô. Tiết mục vừa rồi của tụi con rất là dung dị, rất là đơn giản luôn. Mặc dù ở mỗi một cái bài hát buồn á, tất nhiên sẽ có rất là nhiều người họ dàn dựng theo cách của họ, gọi là chiêu trò cũng được, gọi là lấy nước mắt khán giả cũng được, mà gọi là muốn làm cho người ta cảm xúc cũng được. Nhưng mà cô nghĩ á, khán giả họ không có dễ khóc, họ cũng không có dễ cười. Thì cô muốn nói cho con biết, mình có thể có chiêu trò, mình có thể có một cái đặc điểm gì đó để mà mình mong là mình sẽ lấy được nước mắt của khán giả. Nhưng mà khán giả có khóc hay không, đó là chuyện mình phải đẩy cảm xúc làm sao khán giả phải khóc. Đó là về cái mặt cảm xúc thôi. Chứ còn mình không thể nào mà nghĩ là khán giả dễ dãi lắm, vô khóc đi khán giả sẽ khóc theo, vô làm cười đi khán giả sẽ cười theo. Và cái đặc biệt ở trong tiết mục này thì thật sự luôn á, nó đơn giản. Đúng là Lập phải ngồi ở đây phải nói là quỷ xàm đang vô cảm xúc rồi, cái nó xàm một cái cười, cái một hồi Lập lật liên tục, rất là thông minh luôn. Mình không nghĩ được là sắp tới Lập làm gì,
không suy nghĩ được luôn. Còn phải cảm ơn chú Lập và cô Hòa rất là nhiều, bởi vì làm cho tụi con rất là đơn giản và nhẹ nhàng. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn cô Nhi. Ủa, Hòa ơi, em xúc sao động vậy? Quá hả? Ủa, xúc động quá. Mọi người khen em xối xả luôn á. Dạ không, tại vì thật sự là cái gì đi chăng nữa, làm cái việc gì dù không phải là nghệ thuật mà được công nhận, cái đó là cái hạnh phúc nhất. Chú Duy, cô Như hay là chú Trung hay cô Nhi có nói với các con là các con đã tiến bộ hơn, thì thật sự đấy là cái niềm vui và hạnh phúc của cô Hòa. Còn bây giờ khi anh cùng với hai con đứng ở trên sân khấu thì em thật sự quá là hãnh diện và hạnh phúc khi ở đội có anh Lập và có các con. Cảm ơn rất là nhiều. Mà em cười như con điên vậy á. Thảo, con cười cái điều nãy giờ chúng thấy con cười luôn á Thảo. Ta chưa thoát rồi, đã cười rồi. Chưa thoát rồi luôn. Ngày hôm nay thì Thảo và Bình đã làm rất là tốt rồi, và tụi con đã nhận được rất là nhiều lời khen có cánh đến từ các huấn luyện viên. Và nào, hãy nở một nụ cười, một tràng hoa tay cho hai con. Và xin được cảm ơn Huỳnh Lập rất nhiều. Có một kỷ niệm rất là vui khi mà dàn dựng bưng cái cầu lên. Cái chị Như á, ủa em dựng chung kết hả em? Mà tại vì cái nết dựng của em nó không vậy đó. Cái nết dựng của em là em muốn có nhiều thứ gì nè. Em thích miền Tây lắm, em thích những cái gì đó chân thực, những cái gì đó để tạo nên cảm xúc của hai bé. Lúc tập hai bé ráo quảnh là thiệt, em lo lắm, em rất là lo. Tại vì không có hình dung được, chạy đâu cũng chạy sân khấu thôi, cũng không có cái gì là thật hết. Thì tụi con giống như mọi người cũng thấy rồi đó. Tạt nước nè. Nhưng mà Lập ơi, em xử lý mà ngồi cái cầu nó dễ thương. Đúng rồi. Ngồi cái chỗ cái cầu nó dễ thương. Em xin dữ lắm mới được cái cầu này đó. Dễ thương chịu không nổi luôn. Và những cái này là cũng xin từ từ mà ra nè. Ban đầu có cái nhà với cái cầu với là cái thuyền thôi. Trời ơi, ông Lập ông đi vòng vòng phim trường như vong vậy đó. Thấy cái gì ông cũng bưng lên sân khấu. Đây, hồi hôm qua chạy sân khấu là chưa có cái xào phơi đồ đâu. Trời ơi, em không biết có chuyện đó luôn đó. Thì bữa nay mới xin ra cái xào phơi đồ. Anh biết vì sao mà sau khi anh Lập nói là đi vào trong nhà đi thay quần áo mà hai đứa nó cứ thẫn thờ mãi không vào đâu, là bởi vì tự dưng ông này em đứng phơi đồ mà hai đứa nhỏ lúc tập không có bộ ba không có đứng phơi đồ đó, cho nên chúng nó không biết là chuyện gì xảy ra. Thật sự hai bé còn rất nhỏ, mình diễn tả thật nhiều nhưng mà mọi thứ nó chỉ là diễn tả thôi. Các bé không có hình dung được, chưa có bao giờ mình trải qua cái điều đó mà bé hình dung thôi, vậy thôi. Ngày hôm nay nãy chú nói luôn mà, lát nữa chú lên chú sẽ làm nhiều thứ lắm đó. Tụi con cứ đúng cảm xúc của tụi con phản ứng lại thôi, và tụi con đã làm được điều đó. Chúc mừng tụi con. Một lần nữa cảm ơn Huỳnh Lập và chúc mừng hai con. Rồi, chúc mừng, cảm ơn cô chú. Quý vị thân mến, tiếp theo sẽ là sự xuất hiện của hai cô nàng út cưng trong gia đình của Thanh Duy và Khải Như. Và lần này sẽ không còn là những cô hề sạc lô dễ thương nữa, mà sẽ thật sự bùng nổ trên sân khấu với ca khúc Born This Way. Xin mời. My mama told me when I was young, we are all the superstars. She broke my head and put my lipstick on in a glass of purple drown. There's nothing wrong with loving who you are, she says, 'cause it makes you perfect, baby. Yes, So hold your head up, big girl, go far. Listen to me when I say I love my life.
Ủa sao vậy nè? Em xin được cảm ơn vũ đoàn ABC Angels. Cảm ơn tụi con và đặc biệt hơn hết là vũ đoàn bất đắc dĩ như này. Dạ, Huỳnh Lạc, Hoàng Minh Di và Diệu Nhi. Thích cái vũ đoàn trời này không? Sợ quá, tự nhiên say xuống giống như ba nghiêu nhìn nhện như sợ thiệt là mà sợ. Ba phong cách khác nhau luôn. Yeah, ba dùng miền khác nhau luôn. Trời ơi, đầu tư nha. Đúng rồi, đã hàng chi thấy sao mà giống y chang quá nha. Trời ơi. Bằng chất giọng của tụi con quá là máu lửa. Mà đúng như chú Thanh Duy nói là hôm bữa là tuần trước là có 40% thôi, đúng không? Còn tuần này là tụi con có cá tính nhiều hơn rồi. Chất rồi, rất là ngầu luôn và thỏa sức. Hát tiếng Anh thì, rồi chú Duy là cô còn nói gì nữa. Cô là thích hai con. Kê, vô. Hả gì? Hai con là đi vô. Vô đâu? Hãy vô phòng trong á. Trời ơi, sướng. Và đặc biệt là có sự hỗ trợ của huấn luyện viên của mình nữa, làm tăng thêm bầu không khí máu nhị, máu lửa hơn rất là nhiều. Thật sự cô quá là thích hai con luôn. Chúc mừng hai con vô phòng trong. Vô. Cảm ơn thật sự là như vậy. Còn chú Huỳnh Lập thì sao ạ? Nói chung là không biết nói gì, chỉ biết kết cái dáng ba con nhìn nhện thôi là xong rồi đó con. Không tất có đơn giản mà tụi con sách động được cô chú mà ra múa mang quay cùng tạo dáng chung với tụi con. Đúng đâu rồi. Cái dáng đó là coi như là cái minh chứng cái sự phấn khởi của cô chú ủng hộ tụi con đó. Chúc mừng quá hợp lý đúng không ạ? Còn cô Nhi ơi, tại vì cái trang phục này nó làm cho cô vướng víu đủ thứ lắm cho nên cô đứng lên không tiện, nhưng mà một hồi càng ngày càng ngày, nhất là hả khi mà chú Thanh Duy cùng với tụi con lên, không khí nó càng sôi hơn nữa, làm tăng thêm cái sự cuồng nhiệt là cô phải xách váy lên đây và cô hòa chung không khí với mọi người, không thể nào ngồi yên hơn được nữa. Tại không, vì con tụi ơi, con cô rất Nhi, máu lửa. Cô Nhi đang nói dối á, cô Nhi nhảy từ lúc tụi con mới hát kìa. Cô Nhi đã nhúng sẵn rồi, nhìn qua là thấy cô Diệu Nhi là lửa, bắt đầu thấy quá. Cảm thấy trời sao thay bộ đồ chi sớm gì không biết nữa. Đúng rồi. Có chịu. Cô mà thay bộ đồ ngắn như là cô, như là cô nhảy còn xanh điệu nữa. Xanh điệu nữa. Xanh điệu nữa. Đúng rồi, xanh điệu nữa. Chúc mừng hai con. Thế trong một tuần vừa qua tập luyện với chú Duy là chắc chú Duy cũng đã chỉ cho tụi con rất là nhiều thứ đúng không? Cảm ơn chú Duy không? Con cảm ơn chú Duy ạ. Cảm ơn cô Như nữa. Dạ con cảm ơn cô Như ạ. Cảm ơn hai đội đã ủng hộ tinh thần nữa. Con cảm ơn hai đội đã ủng hộ tinh thần cho bọn con ạ. Cảm ơn ban nhạc nữa, cảm ơn ban nhạc. Con cảm ơn tất cả các chú ban nhạc. Cảm ơn khán giả đã vô tay cho mình. Dạ con cảm ơn tất cả các quý vị khán giả. Cảm ơn chú Minh Sù giới thiệu. Cảm ơn chú Minh Sù giới thiệu. Con cảm ơn chú Minh Sù. Trời ơi con. Chú Duy với cô Như ơi, có muốn nói gì với tụi con trước khi tụi con vô không? Duy đừng có khóc. Sao vậy chú Duy? Không, anh đang rất là tập trung. Tại vì á là mình là người hiểu nhất và mình sẽ hiểu luôn cả đường đi nước bước và cũng như là cái cách mà tụi con biểu diễn như thế nào. Về tiết mục này thì chú hài lòng, đơn giản rồi thôi. Thank you. Cảm ơn chú. Cảm ơn. Chỉ đơn giản vậy thôi. Thôi em tiếp lời anh Duy luôn. Đầu tiên là em gửi lời cảm ơn chân thành đến ban nhạc rất là nhiều luôn ạ. Đúng rồi ạ, tại vì á là chơi nhạc quốc tế mà nhạc mà điện tử EDM á là thường á là ca sĩ họ sẽ hát đúng rồi, nhưng mà ở đây ban nhạc chơi live band rất là hay và tôn vinh lên được cái bài hát. Hai con ơi, hai con làm cho cô với chú Duy thích lắm. Nói chung là tụi con biết rồi, tụi con trên sân khấu tụi con tập cô Như với chú Duy như hai con dòi trên sân khấu. Để làm gì? Để truyền lửa cho con. Và hôm nay tụi con đã được là chính tụi con và đã nghe được lời chú Duy để làm tốt hết. Cảm ơn tụi con rất nhiều, cô rất vui. Cảm ơn cô. Cảm ơn các huấn luyện viên. Và giống như lời cô Hòa nói, vô. Nhưng mà vô đâu? Vô trong chờ kết quả con nhé. Nào, một tràng hỗ tay cho hai bạn. Cảm ơn cô chú ạ. Chào cô. Vậy là chúng ta đã khép lại các tiết mục của các bạn nhỏ trong đêm thi tối nay. Phải nói rất là hồi hộp và chờ đợi xem các cặp đôi huấn luyện viên của chúng ta đã đưa ra những quyết định như thế nào. Và mình dù tin chắc rằng đây là những quyết định rất là khó khăn. Ngay bây giờ trên sân khấu sẽ là sự xuất hiện của các bạn nhỏ đến từ cặp đôi huấn luyện viên Hồ Việt Trung và Diệu Nhi. Xin mời. Xin chào. Nào, cười tươi lên một cái nào. Chuẩn bị cúi chào tất cả mọi người nha. 1, 2, 3, cúi chào. Xin mời chú Trung và cô Nhi. Ngày hôm nay ba cặp đôi đều diễn tốt, đều hát tốt. Cặp đôi mà bị loại á, không phải là vì tụi con dở, nhưng vào sâu bên trong thì còn rất nhiều yếu tố hơn nữa, cái điều khó khăn hơn. Và
chính bản thân của chú sẽ lượng được là người nào vào trong sẽ làm được điều gì đó. Tuy tụi con bị loại nhưng mà chú sẽ không bỏ tụi con. Chú sẽ khuyến khích cho tụi con. Cặp đôi ra về chú sẽ quay cho một MV. Wow. Chú sẽ quay cho một MV về sở trường của tụi con nha. Nên bây giờ là chú xin được công bố. Diệu Nhi. Hả? À là chú có nhiệm vụ là quay MV thôi. Còn cô Nhi là sẽ không bố. Chưa bao giờ mà thấy thương Nhi như những ngày gần đây luôn á. Em thật sự rất thương luôn. Cứ mỗi lần đến cái phần phải chọn ra cặp đôi dừng lại thì cô và chú Trung phải suy nghĩ thật là kỹ. Mọi người sẽ thắc mắc tại sao ba cái tiết mục của đội mình đều có sự xuất hiện của cô và chú Trung để hỗ trợ cho tụi con. Và nếu như tụi con có để ý thì cô và chú Trung làm cho mỗi tiết mục của mỗi bạn có một cái màu khác nhau, phù hợp với khả năng của tụi con. Và cô với chú cũng đã cố gắng hết sức để mà hỗ trợ cho tụi con. Bởi vì cô chú rất là sợ khi mà tụi con có khả năng, nhưng mà nếu ở vòng này cô chú không hỗ trợ hết sức mình thì chắc chắn khi chọn cặp đôi nào đó ra về thì chắc chắn cô chú cũng sẽ rất hối hận bởi vì đã không cố gắng hết sức. Nhưng mà cái vòng này thì chắc chắn là cô và chú Trung cũng rất là vui bởi vì cái công sức mình bỏ ra, cái thời gian mình bỏ ra và những cái gì mình tập luyện với nhau ngày hôm nay, mỗi tiết mục đều đem lại cái hiệu ứng rất là tốt. Cô sẽ đọc tên cái bài hát mà tụi con trình diễn. Và bạn nào trình diễn cái bài hát mà cô gọi tên sau đây thì bước lên phía trước, đồng nghĩa với việc hai tụi con sẽ đi tiếp. Bài đầu tiên là bài Ba tháng tạ từ. Chúc mừng hai con, Quốc Linh và Quỳnh Nhi. Và bài tiếp theo được đi tiếp, đó là bài Bóng bóng bàn bàn. Chúc mừng hai con. Chúc mừng gia đình mẹ Cám và Cám. Vậy là cặp đôi phải dừng lại, đó chính là hai bạn còn lại. Vui lên, đúng không ạ? Vui lên. Chúc mừng các con rất là hay. Cô sẽ đợi MV của các con. Không khóc đúng không? Hôm nay hai con làm rất là tốt đúng không? Quý vị và các bạn thân mến, vậy là cặp đôi huấn luyện viên Diệu Nhi và Hồ Việt Trung đã có được hai cặp chiến binh bước vào vòng thi đấu tiếp theo. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chào đón sự quay trở lại của ba cặp đôi đến từ huấn luyện viên Thanh Duy và Khải Như. Xin mời. Mỗi cặp một cá tính hoàn toàn khác nhau. Tối ngày hôm nay tụi con đã rất là tuyệt vời. Quyết định sẽ thuộc về anh Thanh Duy và chị Khải Như. Xin mời. Cái điều cô tự hào và vui nhất mỗi khi mà nhắc tới đội của cô với chú Duy đó là nhìn cái là biết con nhà ai liền. Mỗi đứa một kiểu nhưng mà luôn luôn có được một cái sự tự tin ở trong người tụi con. Cô có vô tình đi ngang cũng thấy tụi con đang tí ta tí tẩn. Cô thích điều đó. Bởi vì cuộc thi nào cũng vậy, lúc nào cũng có áp lực. Nhưng mà chúng ta đi thi, những đứa trẻ đi thi thì luôn luôn muốn cái gì? Đó là tinh thần. Tại vì nó vẫn là một cái sân chơi dành cho mài dũa cho tinh thần của mình. Chưa bao giờ tụi con có cơ hội được đứng trên một cái sân khấu lớn và với một cái ekip chuyên nghiệp như thế này. Đó là một cái điều may mắn của chúng ta. Và nếu như mà có ai đó dừng lại thì cái điều đó cũng chẳng có gì để mà phải nói là phải buồn thật sự. Bởi vì chúng ta còn quá trẻ, có quá nhiều cơ hội để mà tiếp đến nữa. Và cô tin rằng nếu như mà quyết định của chú Duy sắp nói sau đây có như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn là một gia đình ha. Cảm ơn các con. Và bây giờ sẽ là kết quả. Mỹ Anh và Thu Huyền, hai con bước lên phía trước. Tụi con có tiết mục hay nhất trong đội ngày hôm nay. Cảm ơn tụi con an toàn. Còn hai cặp đôi còn lại, Duy Linh và Huy Trường, mời hai con bước lên. Xin lỗi phải chia tay hai con ở đây. Và chúc mừng Quốc Hưng và Gia Quyên, tụi con được an toàn. Một tràng pháo tay xin được chúc mừng hai cặp đôi còn lại đã có cơ hội bước vào vòng tiếp theo và chia tay cùng với Duy Trường, Minh Sự Tinh. Tất cả các tiết mục được đầu tư hoành tráng từ đầu cho tới bây giờ sẽ là những món quà đắt giá nhất mà sau khi chúng ta về nhà, chúng ta xem lại sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc. Và chúng ta sẽ cùng nhau
chờ đợi xem kết quả đến từ cặp huấn luyện viên cuối cùng, đó chính là Hoàng Minzy và Huỳnh Lập. Và bây giờ sẽ là kết quả đến từ Huỳnh Lập và Hoàng Minzy. Ôi, chúng ta lại phải đối mặt nhau trong những cái khoảnh khắc không mấy thoải mái nhưng mà bắt buộc chúng ta phải đối mặt. Và ngày hôm nay, kết quả như thế nào, mọi thứ nó luôn xứng đáng với tụi con là bởi vì tụi con đã cố gắng hết sức rồi ha. Xin mời cô Hòa tiếp nói. Kết quả cuối cùng thì cô vẫn chấm trên cái cách mà các con tỏa sáng trên sân khấu ngày hôm nay. Và cô Hòa thì cũng mãi vẫn yêu các con. Dù sau này như thế nào, cô Hòa cũng sẽ giúp đỡ các con và bên cạnh đồng hành trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Cặp mà cô sẽ loại trong buổi tối ngày hôm nay xin được rất là tiếc phải nói lời chia tay với Viết Học và Hoài Ngân. Một tràng hô tay, cảm ơn tụi con đã có một hành trình rất là đẹp cùng với Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí mùa thứ ba này. Mình chia tay nhau bằng một cái ôm rất là tuyệt vời như thế này. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã có được những cặp đôi rất là tuyệt vời sẽ bước vào vòng thi đấu tiếp theo của chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí mùa 3. Minzy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.